cái này á, nó đều là cái dạng nó tất cả là đều kem chống nắng body hết nha cả nhà nha. Nó có chống nắng, nó có chất chống nắng luôn ha, có hai loại nha cả nhà nha. Hai loại này nó đều là nó lên tông da cho mình nha cả nhà nhá. Nó đều làm trắng sáng da cho mình nhưng mà nó không có lộ phần kem lên, nên mọi người cứ yên tâm nha cả nhà nhá. Nó mọi người nhìn thấy nó chứa những cái thành phần mà niacinamide và cái glutathione này nữa đó nha cả nhà nhá. Và tất cả những cái dòng này là đều cái dòng mà nó làm trắng sáng da lên hết. Độ chống nắng của nó là lên tới SPF 50 cộng BA, nó lên tới 4 cộng nha cả nhà nhá. Cái sản phẩm này cũng vậy mà cái sản phẩm này cũng vậy luôn nhá cả nhà nhá. Cái này á thì Hà bán là 20 oil một tip nha cả nhà nhá. Cái này nên mọi người yên tâm, cái này Hà bán nhiều rồi. Cái này Hà bán rất là nhiều rồi nhá cả nhà nhá. Đó. Tất cả đều là 20 đồng. Cái này á thì Hà chỉ còn có một vài tip nữa thôi. Còn cái này á thì là Hà mới lấy về nha cả nhà nhá. Tất cả đều là chống nắng body hết nha cả nhà nhá. Mọi người đi chơi, đi biển, mọi người mùa hè mọi người mở hai cánh tay của mình ra thì mọi người nên bôi vào hai cánh tay của mình để nó đừng bị cháy đen hai cái cánh tay, cánh vai, cái vai của mình luôn nhé cả nhà nhé. Mình mặc những cái áo đầm hoặc là những cái áo sách nách mà nó hở thì mọi người nên xài nhé cả nhà nhé. Đi biển này kia đó mọi người cứ bôi chân, bôi vào những cái chỗ nó không có bị cháy da nha cả nhà nha. Vùng cổ kiểu gì thì mọi người cũng vẫn phải chống nắng lên để cho nó đừng có bị lão hóa da nha cả nhà nha. Cái tia cực tím nó mới là cái mà nó làm cho cái hoa da của mình nó lão hóa da nha cả nhà nha. Đó. Cái này ấy chứ Hà mà lên like xong bắt đầu xuống nha cả nhà nha, là bắt đầu mấy chị em mình á. Có một lần ấy Hà bán cho cái chị kia. Lúc đầu Hà bán á, Hà bán cái kem chống nắng này. Cái chị nói là chị muốn cái loại kem chống nắng body này chị đấy. Cái chị mình giao hàng cho chị xong, trên đường mình đi giao hàng chỗ khác. Cái em lấy một chai hồng đó. Những ai mà xài qua cái này rồi thì mọi người biết rồi đúng không? Mọi người biết rồi đó. Cái này Hà có bán qua rồi, cái này cũng bán qua rồi. Năm ngoái là bán qua cái này. Tại vì cái này nó không có hàng năm ngoái luôn. Rồi bắt đầu Hà lại phải quay lại cái này. Có hàng một cái là lấy liền. Lấy xong rồi á chưa biết lúc nào là còn mà lúc nào hết luôn nhá cả nhà nhá. Cái năm đó cầm nhớ không, chị Hà bán cái này rồi đúng không, không có hàng lấy cái này luôn, cuối cùng lại phải bán qua cái này. Nhưng mà mấy chị em xài qua cái này rồi thì mấy chị em cứ đòi cái này, nhưng mà không có cái này nữa cho nên nó phải bán qua cái này đó. Khổ lúc mà nó có lúc nó không đó. Cho nên là mọi người thấy Hà bán, mọi người thấy mình có cái nhu cầu mình cần mình cứ mua nhé cả nhà nhé. Đấy, không nó lại hết. Đó. Đó. Mọi người biết cái này là nằm chị đấy, xong rồi đến lúc mà Hà đi giao hàng cái chị mới gọi cho Hà. Lúc mà đi giao cho chị hàng xong, xong rồi chị cũng bôi lên trên người chị thử lên da. Thì sau đó cái là Hà đi giao hàng chỗ khác, chị gọi điện cho Hà, xài phê lắm. Đó thấy không? Xong rồi cái chị gọi cho Hà, cái mình sợ quá, mình nói là chị ơi có chuyện gì không? Chị nói à, cái này á nha là chị phải mắng vốn em mà nha. Xong bảo dạ. Xong rồi chị xong đó à, tôi là tôi mắng nhốm thiệt đó à, này kia à, xong rồi nói dạ, xong rồi nói mắng nhốm mà cứ suốt ngày dạ đúng không? Thì giờ chị mắng em nghe, em đâu biết cái gì đâu, thì chị muốn nói gì chị nói. Cái chị nói trời ơi cái kem đánh lên da nó đẹp quá Hà ơi đó, trời ơi làm mình hết hồn luôn á, mà chị nói, mà chị giỡn chị nói vậy đó, nhưng mà thật sự xài rất là thích nha cả nhà nha, rất là thích. Nên mọi người thấy nó mọi người cứ mua đi, Hà nói thật. Xong tới lúc mình cần đến một cái hỏi chị Hà ơi em lấy thêm một cái đấy nữa,